Huyện Mê Linh vừa đấu giá thành công 54 thửa đất với mức chênh hơn 52 tỷ đồng so với khởi điểm. Các thửa đất được đấu giá nằm tại xã Tam Đồng và Tiến Thịnh. Phiên đấu có gần 200 khách hàng đăng ký với hơn 600 hồ sơ, thu về gần 187 tỷ đồng. Đánh giá chung cho thấy thị trường đất đấu giá thời gian qua diễn ra khá sôi nổi, nhưng không còn tình trạng ảo giá, thổi giá như 2 năm trước đó. Giá chúng đấu giá đều sát thị trường. Sau những ồn ào của đất đấu giá trong thời kỳ nóng sốt với thực trạng nhà đầu tư bỏ cọc, thổi chênh giá, thì giai đoạn trầm lắng thời gian qua đã ngắt mạch ảo nóng của đất đấu giá Hà Nội. Các cuộc đấu giá trở nên thực chất. Nhà đầu tư tìm đến đấu giá cũng mang tâm lý thận trọng. Lượng nhà đầu tư mua có tiềm lực tài chính, mua với mục đích đầu tư lâu dài hoặc mua ở áp đảo.